Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình VTV Huế chào ngày mới sáng chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2015. Nhằm giúp các em học sinh rèn luyện tiếng Anh ở các tình huống quen thuộc trong thực tế và rèn luyện khả năng phản xạ tiếng Anh một cách tự nhiên, chiều ngày hôm qua, Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế EZ Learning chi nhánh Huế đã tổ chức lễ tổng kết chương trình hè bán trú Amazing Summer 2015. Chương trình hè bán trú Amazing Summer 2015 là một chương trình trải nghiệm tiếng Anh bổ ích dành cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Huế. Kéo dài từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2015, chương trình đã giúp các em học sinh mở rộng vốn tư vựng tiếng Anh và trau dồi kỹ năng giao tiếp tiếng Anh qua 5 chương trình, bao gồm chương trình tiếng Anh qua môn toán học và khoa học với phần mềm Amazing Edu, chương trình âm nhạc thông qua các bài hát tiếng Anh, chương trình mỹ thuật giúp các em phát huy khả năng sáng tạo từ các vật liệu tái chế, chương trình kỹ năng sống các em học làm việc một cách tự lập và chương trình dạ ngoại xử lý các tình huống trong thực tế. Thông qua từng hoạt động cụ thể, chương trình đã mang lại niềm vui, sự hứng thú với bộ môn tiếng Anh cho các em học sinh, qua đó rèn luyện cho các em sự tự tin, tính độc lập và khả năng sáng tạo trong học tập và cuộc sống.